Rồi tiếp theo mình sẽ qua một cái phép kiểm định nữa, đó là phép kiểm định min, kiểm định giá trị trung bình. Được không nào? Với phép kiểm định này thì mình muốn giới thiệu với các bạn, nó là một trong những cái phép kiểm định quanh quay ANOVA. Tức là kết quả nó sẽ cho thấy như cái phép kiểm định quanh quay ANOVA phương sai một yếu tố. Và cái kết quả nó sẽ cũng hiển thị ra cái giá trị R bình phương hoặc là giá trị sig kiểm định F của mô hình giữa hai cái biến mà các bạn đưa vào phân tích. Được không nào? Đấy. Và giả thuyết đưa ra đó là phương sai tổng thể bằng nhau, tức là không có sự khác biệt về giá trị trung bình, và phương sai tổng thể không bằng nhau, tức là có sự khác biệt về giá trị trung bình, bởi vì nó giống như phép kiểm định quanh quay ANOVA các bạn này. Được không nào? Rồi. Và chúng ta sẽ chấp nhận H0 khi hệ số sig lớn hơn 5% và chúng ta sẽ chấp nhận H1 khi hệ số sig bé hơn 5%. Được không nào? Nhưng mà điều lưu ý ở đây là các bạn thấy là nếu như mà nó giống với phép kiểm định quanh quay ANOVA thì chúng ta nên làm quanh quay ANOVA. Và đó cũng là lý do vì sao mà các bạn thấy là cái phép kiểm định này rất ít khi mà chúng ta thấy các nhà nghiên cứu nhắc đến hoặc là sử dụng để nó. Được không nào? Rồi, bây giờ mình sẽ qua bên phần mềm mình thực hiện mình thao tác để cho các bạn thấy được cái phép phân tích này. Được không nào? Cái phép phân tích này là khi mà kiểm định min này mà khi các bạn ra kết quả thì các bạn thấy nó sẽ khá là phức tạp hơn so với lại là những cái phép kiểm định mà các bạn tìm hiểu. Rồi chúng ta sẽ vô analyze, chúng ta sẽ vô compare min, chúng ta sẽ chọn cái mục là min. Đấy. Được không nào? Rồi, trong mục là dependent list này á, các bạn sẽ đưa cái biến, được không nào, mà các bạn muốn phân loại vào. Muốn phân loại là cái biến nào? Xin lỗi các bạn, đó là cái biến nào, là cái biến mà biến độc lập, đây là cái biến mà các bạn cần phân tích đó, ví dụ như là F sự hài lòng này, tức là cái biến định lượng á. Đấy. Được không nào? Hoặc là cái biến A1 cũng được, đúng không? Đấy. Tùy, đúng không nào, nhưng mà đây là chủ yếu là người ta hay làm cái sự hài lòng, đúng không nào, hoặc là ví dụ như biến A1 bây giờ đi nhá. Còn cái independent list này mình sẽ đưa cái biến trình độ này, chẳng hạn. Đúng không nào? Rồi, bấm option này. Trong option này trước hết á, là mình chưa bấm hai cái nút ở dưới này, mình làm cho các bạn dễ hình dung cái đã, được không? Và ở đây các bạn thấy rằng là nó sẽ có sẵn ba cái giá trị, đó là min, n of k, tức là cái số lượng mẫu, standard deviation, độ lệch chuẩn. Ngoài ra thì nếu như các bạn muốn tính toán thêm những cái giá trị nào nữa thì các bạn đưa vào đây nè, đưa vào tùy các bạn. Đúng không nào? Mình bấm ok, continue này, ok. Thì ở đây các bạn thấy nè, nó sẽ kết hợp giữa cái biến A1, đúng không, với cái biến trình độ. Đúng nào, các bạn lưu ý là A1 trước là sao, bởi vì là cái biến A1 này là mình có lưu tên cái label là A1 trước nè, đúng không? Đấy, nên ra nghĩ trước nhìn như vậy. Đấy. Rồi các bạn sẽ thấy nè, nó sẽ ra cái bảng report. Report báo cáo này nghĩa là gì? Là gì ạ? Tức là ở đây các bạn thấy rằng là nó lấy cái biến trình độ, đúng không? Nó có bốn cái đáp án là trình độ trung học phổ thông, trung cấp cao đẳng, đại học, sau đại học. Thì trình độ trung học phổ thông nó sẽ có 23 người. Được không nào? Với 23 người này á, nếu như mà đem đi mà sàng lọc ra, đúng không? Khi đánh giá về A1 á thì đạt được cái giá trị trung bình là 3,73, các bạn hiểu không? Đấy, 3,73. Còn những người mà trình độ trung cấp và cao đẳng là có 59 người, và trong 59 người này khi đánh giá về biến A1 thì đạt giá trị trung bình là 4,03. Tương tự những người mà trình độ đại học có 75 người, đúng không nào? Và khi đánh giá về A1, tính toán riêng cho những người trình độ đại học không thôi, thì đạt mức độ giá trị trung bình là 4,18. Như vậy các bạn thấy là giá trị trung bình này nó có sự chênh lệch, rõ ràng là có sự chênh lệch này sau đại học, đúng không? Và các bạn muốn biết rằng là cái sự chênh lệch này nó có ý nghĩa thống kê hay không thì các bạn sẽ vô analyze, các bạn sẽ vô compare min, vào min là vào hồi nãy đó, vô option các bạn chọn cái bảng ANOVA table and ET cho mình, ETA cho mình, continue, ok. Đấy thì các bạn thấy này, ngoài hai cái bảng hồi nãy ra, được không nào? Đây, ngoài hai cái bảng này này thì nó sẽ có thêm cái bảng ANOVA, và cái bảng ANOVA này thì các bạn thấy là cái giá trị sig này nó giống như là cái phép kiểm định quanh quay ANOVA. Các bạn có thể chạy lại cái phép kiểm định quanh quay ANOVA đối với hai biến, đó là A1 và biến trình độ, trong đó biến trình độ là biến phân nhóm nha. Đấy thì các bạn sẽ thấy rằng là cái giá trị sig của bảng ANOVA chính là 0,010, 0,010 độ đó phần trăm, tức là 1%, đúng không? Mà 1% nghĩa là bé hơn 5%, điều đó cho thấy là có sự khác biệt, đúng không?
giữa các trình độ khi đánh giá về biến A1. Cụ thể thì ở đây chúng ta thấy rằng là những người có trình độ sau đại học họ sẽ đánh giá cái biến A1 cao nhất và thấp nhất là biến trung học phổ thông. Cụ thể hơn nữa thì trình độ càng cao thì đánh giá biến A1 càng cao, đúng không? Đến nay giá trị trung bình càng cao càng tăng lên nè so với trình độ này, đúng không nè? Đấy, các bạn hình dung nè. Đấy, và nếu như bây giờ mình giả dụ mình vào lại trong cái phép kiểm định min này các bạn nha, mình vào trong option này, mình chọn luôn cái ở dưới đó là test for linearity, thì các bạn bấm continue, các bạn bấm ok, nó sẽ ra cái bảng này nè, nó nhiều hơn. Thì hai cái bảng đầu thì mình không nói rồi, đúng không? Đấy, thì trong cái bảng ANOVA này các bạn thấy không, nó thêm hai cái giá, nó thêm hai cái hàng này, thì mình giải thích thôi, bởi vì cái hàng đầu tiên là mình không nói này, cái hàng đầu tiên này nha, cái hàng đầu tiên này nè, là những số đầu tiên này nè, với hai cái hàng ở dưới này, nó là cái bảng ANOVA hồi nãy rồi, đấy nè, đúng không? Bây giờ nó chỉ thêm hai cái giá trị linear và deviation for linearity, đúng không? Thì trong đó cái giá trị sig của linearity này, đúng nè, thì các bạn thấy là nó là 0.001, đúng nè. Điều này cho thấy cái biến trình độ nó có ý nghĩa thống kê trong việc tác động đến cái biến A1 khi chạy mô hình hữu quy. Các bạn hình dung không? Chạy mô hình hữu quy nó sẽ có ý nghĩa. Và khi chạy mô hình hữu quy thì cái giá trị R bình của cái mô hình đó, nó sẽ là 0.056. Các bạn nhé. Đây, nếu như các bạn vào các bạn chạy mô hình này, regression linear, các bạn đưa cái biến trình độ vào independent và đưa cái biến A1 vào dependent, đúng không? Bấm static, chọn những tiêu chí trong mô hình, thì cái phần mô hình, nếu như các bạn chưa biết vì sao chọn mấy cái này thì các bạn coi phần mô hình, nhưng mà rõ ràng các bạn đã sẽ tìm hiểu rồi nhé. Continue, ok, thì các bạn thấy này, đây là cái quả mô hình đúng không? Đây thì các bạn thấy này, cái giá trị sig của ANOVA này, đâu rồi? ANOVA của mô hình này là 0.001, nó cũng là đây, đúng không? Đấy, tức là mô hình, tức là cái biến trình độ này có nghĩa thống kê trong việc tác động đến cái biến A1 đấy, đúng không? Đấy, đây này, đây là cái bảng ANOVA của mô hình này, sig là 0.001, cho nên ở trên này, đấy, 0.001, đúng không? Và giá trị R bình là 0.056 này, cho nên ở dưới này phần mô hình các bạn thấy này, R bình đây nè, 0.056 này, R bình này, đấy, đợm nè. Đấy, vì sao chúng ta lại đưa cái biến phân loại là trình độ vào là độc lập ạ, khi chạy mô hình? Bởi vì trong cái phần compare min nè, các bạn thấy nè, dưới này các bạn đưa trình độ, cái biến mà phân loại á để đánh giá theo từng cái nhóm á, là chúng ta đưa vào independent ở trong cái phần kiểm định min này mà. Đấy, được không nào? Đấy, thì đây là cái phần kiểm định min các bạn nhé. Được không nào? Rồi, tương tự như vậy các bạn có thể làm đối với dữ liệu của các bạn. Và cái phép kiểm định cuối cùng trong cái video này, mình muốn giới thiệu với các bạn, đó là cái phép kiểm định G-square, chi bình phương. Rồi bây giờ mình sẽ trình bày với các bạn về cái phép kiểm định G-square, chi bình phương. Thì khi mà chúng ta xem xét hai cái yếu tố đó, nghiên cứu đều là những cái biến định danh hoặc là một định danh, một là thứ bậc, thì chúng ta có thể sử dụng cái phép kiểm định G-square này, được không nào? Tức là những cái biến đó nó có cái sự phân loại là được các bạn nhé, có cái sự phân loại là được, đúng không? Nhưng mà đôi khi chúng ta lắc đó, chúng ta dùng một cái biến phân loại, một cái biến định lượng, tức là một cái biến định tính và một cái biến định lượng đó, cũng được, đúng không nào? Đấy, thì cái giả thuyết được đưa ra ở đây đó là giả thuyết H0 là hai biến độc lập với nhau, nó không có mối quan hệ với nhau. Độc lập tức là không có mối quan hệ. Còn H1 tức là hai biến không độc lập có mối quan hệ. Mình chỉ kết luận là được như là nó có mối quan hệ với nhau hay không. Ví dụ như là giới tính với trình độ là có mối quan hệ với nhau hay không. Chứ các bạn không có kết luận được rằng là giới tính nam là có trình độ cao nữ, không kết luận được điều đó. Mà chúng ta chỉ dừng lại ở mức độ đó là nó có mối quan hệ với nhau hay. Còn muốn biết cao hơn hay thấp hơn, phải sử dụng những cái phép kiểm định như là Independent Sample T-Test One Way ANOVA. Được không nào? Đấy. Thì giả thuyết là H0 và H1 sẽ được chấp nhận khi nào? Chúng ta sẽ chấp nhận H0 khi hệ số sig lớn hơn 5%. Và chúng ta sẽ chấp nhận H1 khi hệ số sig bé hơn 5%. Tức là khi hệ số sig lớn hơn 5% thì hai cái biến mà các bạn đưa vào phân tích nó độc lập với nhau, nó không có mối quan hệ với nhau. Khi mà hệ số sig bé hơn 5%, tức là hai cái biến mà các bạn đưa vào nó sẽ không độc lập, mà không độc lập tức là nó có mối quan hệ với nhau. Được không nào? Rồi bây giờ mình sẽ qua bên phần mềm và mình trình bày cho các bạn về cái
phép kiểm định chi square, chi bình phương này các bạn nhé. Rồi giả dụ ở đây là mình muốn kiểm định hai cái biến là giới tính với trình độ đi nha. Mình sẽ vô analyze, mình sẽ vô descriptive static này, chọn crop path. Đấy, để làm được cái phép kiểm định chi square này thì nó lại vào trong phần crop path, nó giống như thống kê crop path đúng không? Đấy. Rồi các bạn đưa cái biến giới tính vào row, các bạn đưa trình độ vào column, đúng không nào? Trong mục static này, bấm vào mục static, các bạn bấm vào chi square bởi vì chúng ta đang làm chi square mà. Đúng không? Rồi bấm continue. Đúng không nào? Rồi vào trong mục cell, các bạn bấm vào total để thống kê tổng thể luôn. Rồi bấm continue, bấm ok. Rồi đây, nó ra kết quả như thế này. Ba bảng. Bảng đầu tiên đó là bảng K-Processing Summary, nó cho biết cái số lượng mẫu, đúng không? Và cái bảng thứ hai đó là bảng giới tính và trình độ, thì nó sẽ cho biết rằng là cái thống kê kết hợp giữa các phân loại đáp án của hai cái biến này, đúng không? Nếu như các bạn có tìm hiểu về thống kê crop path thì các bạn biết cái bảng này rồi, đúng không nào? Đấy, thì nhìn vào đây các bạn thấy rằng là giới tính nam mà trình độ trung học phổ thông thì sẽ có 14 người trong tổng thể 198 người này, cho nên chiếm tỷ lệ là 7,1%. Tương tự như vậy, ví dụ như có 27 người là giới tính nam có trình độ là sau đại học, chiếm tỷ lệ là 13,6% trong tổng thể 198 người. Và tương tự những con số khác các bạn có thể đọc ở đây. Còn cái con số total bên này là gì? Là chúng ta sẽ có 121 người là nam trong tổng thể 198 mẫu và 77 người là nữ trong tổng thể 198 mẫu. Đúng không nào? Đấy, còn ở dưới này, total dưới này đó là trình độ trung học phổ thông, trung cấp cao đẳng, đại học, sau đại học lần lượt là 23, 59, 75 và 41 người trong tổng thể 198 người. Đúng không nào? Nhưng mà cái điều mà chúng ta quan tâm trong cái phép kiểm định chi-square này á, là cái giá trị sigma của kiểm định chi-square. Thì ở đó là cái phần này nè, ở cái bảng chi-square test và cái hàng đó là Bayesian chi-square, giá trị sigma của nó là 0,902, lớn hơn 5%. Lớn hơn 5%. Như vậy rõ ràng các bạn thấy rằng là không có sự khác biệt, đúng không? Không có sự khác biệt khi xét về cái mối quan hệ giữa hai biến. Đó là hai biến nào ạ? Đó là hai biến giới tính và trình độ, được không nào? Đấy. Tương tự như vậy các bạn có thể làm những cái phép kiểm định đối với những cái biến khác. Ví dụ như ở đây là mình muốn làm cái biến độ tuổi với biến A1 chẳng hạn, là thằng đó like cờ thì các bạn thấy nó cũng ra thôi. Nên này, analyze vào đây, crop tab, đưa hai biến này ra lại nhé, độ tuổi với A1 đi, bấm ok bởi vì hai cái này hồi nãy mình chọn rồi, mình bấm tiếp thôi, bấm ok thôi. Đây các bạn thấy nó cũng ra thôi nhé, đây cũng không có mối quan hệ giữa A1 với biến độ tuổi, đúng không? Đấy, tương tự như vậy các bạn có thể làm với cái dữ liệu của các bạn nhé. Đấy, thì video này mình đã giúp cho các bạn thực hiện 7 phép kiểm định. Một lần nữa xin được nhắc lại với các bạn, đó là phép kiểm định One Sample T-Test, Pair Sample T-Test, Independent Sample T-Test, One Way ANOVA, Two Way ANOVA, kiểm định Mean và kiểm định Chi-Square. Hy vọng nó sẽ hữu ích đối với các bạn và các bạn có thể thực hiện đối với dữ liệu cũng như là cái công trình nghiên cứu của các bạn. Chào các bạn.